Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 11 năm 2023, phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO lần thứ 42 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025. Trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác. Sự kiện UNESCO vinh danh đại danh y hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác, một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, của quê hương Hưng Yên, là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với đại danh y. Theo sử sách, đại danh y Lê Hữu Trác sinh năm 1724 tại mảnh đất Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương, nay thuộc thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Danh y Lê Hữu Trác là người con thứ bảy, nên những người trong gia đình thường gọi ông là cậu Chiêu Bảy. Gia đình ông vốn nổi tiếng bởi truyền thống đỗ đạt khoa bảng, rất nhiều người làm quan to trong triều đình. Cha của ông là Lê Hữu Mưu, đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, được nhà vua phong chức ngự sử tước bá. Khi mất, được truy tặng thượng thư. Chú ông là Lê Hữu Kiều, cũng là đại thần của triều đình nhà Lê. Trao đổi với các cụ cao tuổi và các đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết, ngay từ nhỏ, Lê Hữu Trác đã bộc lộ tài năng thiên bẩm trong việc học hành, tinh thông sách sử, nên được cha cho lên Kinh Kỳ theo học. Tại đây ông nổi tiếng với trí tuệ hơn người, thi đậu liền tam trường. Ông còn cùng các bạn học lập hội thi xã bên Hồ Tây để hàng ngày đối thơ sướng họa. Tính cách ông hào sảng, thích giao du nên không chỉ được bạn đồng niên mà cả chúa Trịnh cũng hết lòng yêu quý. Tuy nhiên, không lâu sau đó, năm 1739, cha ông mất nên ông phải về nhà chịu tang, vừa lo kế nghiệp gia đình vừa lo hậu sự cho cha. Một năm sau đó, tức 1740, giữa thời buổi loạn lạc, Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn tranh giành quyền lực, muôn dân lầm than, bạo loạn xảy ra khắp nơi, ông đã quyết định gác đèn sách, luyện tập võ nghệ và binh thư, xung phong vào quân ngũ. Chỉ ít lâu sau, ông nhanh chóng nhận ra đây không phải là lẽ sống mà mình theo đuổi, nên dù được đề bạt nhiều lần, ông vẫn kiên quyết từ chối. Cho tới năm 1746, sau khi người anh cả mất, ông đã viện cớ xin rời khỏi quân ngũ về chăm mẹ già và các cháu nhỏ mồ côi. Thưa ông, Lê Hữu Trác vốn sinh ra trong một cự tộc, từ nhỏ đã được theo cha đi học ở Kinh Kỳ. Ông sớm nổi tiếng tinh anh, cả nho y lý số. Tại đây ông đã thể hiện tài năng và trí tuệ vượt trội hơn người khi đỗ liền tam trường. Vậy thì theo ông, bước ngoặt nào đã đưa Lê Hữu Trác đến với con đường y thuật ạ? Thì về đến Hương Sơn, Hà Tĩnh, được một vài năm, cụ ấy mắc bệnh, hiểm nghèo, tìm thầy, tìm thuốc, chạy chữa nhưng mà cũng chưa khỏi. Sau gần 2 năm thì tìm được lương y là thầy Trần Độc ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thầy đã tận tâm chữa khỏi bệnh cho cụ. Trong quá trình chữa bệnh thì Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có suy nghĩ là hiện nay đã từ làm quan rồi mà cái việc làm có ích nhất là cái việc cứu nhân độ thế, tựa chữa bệnh cứu người. Cho nên là cụ đã theo lương y Trần Độc tìm tòi các cái thuốc quý ở vùng Hương Sơn, Nghệ Tĩnh là vùng rừng núi chập trùng rất là nhiều dược liệu. Vốn là người thông minh học rộng, ông mau chóng tìm thấy sự say mê ở sách y học, nhận ra nghề y không chỉ lợi ích cho mình mà có thể giúp người đời, nên ông quyết chí học thuốc. Ở quê mẹ Hương Sơn, Hà Tĩnh, ông làm nhà cạnh rừng, đặt tên hiệu là Lãn Ông, tức là ông lười. Ý nói lười biếng, chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, tự do nghiên cứu y học, thực hiện chí hướng mà mình yêu thích. Tại sao Lê Hữu Trác lại đặt cái biệt hiệu của mình là Hải Thượng Lãn Ông? Hiểu đơn giản ra là một ông già lười, lãn là lười. Nhưng ở đây không phải là lười lao động mà lười làm quan, tức là triều đình giữ lại làm quan như cụ cũng từ quan. Phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương là quê của cụ, thì cụ gắn chữ Hải Thượng, Thượng là Thượng Hồng, và Hải là Hải Dương.
cho mới ghép lại thành Hải Thượng Lãn Ông, tức là ông già lười làm quan. Sau hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu người, ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản vô cùng quý giá. Bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh là bộ sách quý được ông dày công biên soạn, ghi chép và chất lọc lại những chân lý ông đã lĩnh hội từ các đại danh y đời trước và mất gần 10 năm từ năm 1760 đến năm 1770 để hoàn thành. Bộ sách gồm 28 tập, 66 quyển, bao gồm lý, pháp, phương, dược và biện chứng luận trị về nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa, đậu sởi, nhãn khoa, thương khoa, cấp cứu và cả đạo đức y học, vệ sinh phòng bệnh. Đây được coi là bộ bách khoa toàn thư y học của thế kỷ thứ 18, loại sách mà ở thời kỳ đó trên thế giới cũng rất ít. Trong đó, ông đã dày công sưu tầm, phát triển và bổ sung 305 vị thuốc nam, thu thập tổng hợp gần 3.000 phương thuốc hay của các bậc tiền nhân lưu truyền trong dân gian. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh không chỉ là bộ sách quý về y học mà còn được các nhà nghiên cứu đánh giá cao về giá trị văn học bởi cách kể chuyện hấp dẫn của tác giả. Trong gần 20 năm sau đó, ông vẫn tiếp tục biên soạn và cho ra đời nhiều tập sách quý giá như Y Hải Cầu Nguyên 1782, Thượng Kinh Ký Sự 1783, Những Điều Mắt Thấy Tai Nghe, Vận Khí Bí Điển 1786. Những cuốn sách đó không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị về văn học, lịch sử và triết học. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có những cống hiến to lớn cho nền y học dân tộc, ông còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Ông đã để lại cho hậu thế một tàng thư y học, một tấm gương sáng về y đức, y lý và y thuật. Từ cuộc đời và sự nghiệp của mình, Hải Thượng Lãn Ông còn để lại cho hậu thế những giá trị lớn về tư tưởng. Đó là quan điểm về cuộc sống, quyết tâm vứt bỏ cái trí bon chen trong trường danh lợi để theo đuổi chí hướng, nghề y thiết thực lợi ích cho mình, giúp đỡ mọi người. Về nghề nghiệp, với ông, nghề thuốc là một nghề thanh cao, là một nghề có lòng nhân ái. Về chức tác và truyền thụ, ông muốn thâu tóm toàn bộ hàng trăm cuốn sách đúc thành một pho để tiện xem và tiện đọc. Và xem đây như là một yêu cầu của thời bấy giờ. Vì vậy, sách của ông viết xong đến đâu là có người chép tay truyền nhau. Vừa kế thừa và học tập, ông luôn nêu cao tinh thần khổ học. Học phải có chọn lọc, có sáng tạo, có phương pháp và học với tinh thần suy nghĩ độc lập cao. Về phong cách đối nhân xử thế, ông luôn khiêm tốn, không hề tự cao, tự đại. Luôn tranh thủ sự đồng tình của người khác để cầu học. Đối với người bệnh, theo ông phải biết quên mình cứu chữa. Lê Hữu Trác là người luôn đề cao ý đức và đã để lại 9 điều răn dạy cho học trò cũng như là tâm niệm cho bản thân và đặt ra 8 tội cần tránh đối với những người hành nghề y. Đó là những gì vậy thưa ông? Cuộc đời nghiên cứu y học của Hải Thượng Lãn Ông, tác phẩm đồ sộ là bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Thì trong đó ngoài cái bài thuốc quý rồi những cách chữa bệnh hay thì còn có những cái lời mà y huấn ngành y học cổ truyền của Việt Nam, lấy làm 9 lời y huấn để răn dạy cho các cái thế hệ con cháu. Trong những cái điều đó là nổi bật là những điều là cụ khuyên phàm cho những người làm nghề thuốc thì phải sắp xếp thời gian những người bệnh nặng hoặc bệnh nhẹ để mà cứu chữa kịp thời. Trong quá trình cứu chữa cho bệnh nhân không nên phân biệt người giàu và người nghèo. Thời tiết đêm tối hoặc là giá lạnh không thuận lợi, ngại ngùng không chữa. 8 điều mà cấm kỵ mà Hải Thượng Lãn Ông cho là tội và cần phải tránh. Đó là tội là lười, bùn xỉn, hẹp hòi, thất đức, dối trá, bất nhân, dốt nát và tham lam. Ông qua đời vào ngày rằm tháng Giêng năm Tân Hợi 1791 tại xứ Bầu Thượng, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, hưởng thọ 67 tuổi. Mộ ông nay còn nằm ở khe nước cạnh chân núi Minh Từ thuộc xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.
Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc y thánh của Việt Nam, cùng phối thờ chung với đại danh y Tuệ Tĩnh ở Y Miếu Thăng Long, Hà Nội. Tên của ông được đặt cho một số trường học, đường phố không chỉ ở Hưng Yên mà nhiều địa phương trong cả nước. Tại quê nội của ông, con cháu dòng họ cùng toàn thể nhân dân đã xây dựng nhà tưởng niệm hài tượng lãn ông Lê Hữu Trác. Ban đầu quy mô nhà tưởng niệm khá nhỏ. Đến năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin cùng với Bộ Y tế đã đầu tư trùng tu mở rộng nhà tưởng niệm như ngày nay. Với diện tích trên 200m², trưng bày cùng khuôn viên rộng trên 1000m², nhiều di tích phụ cận xung quanh đã tạo nên một quần thể di tích rộng lớn. Nhà tưởng niệm không chỉ là nơi thờ tự tưởng niệm ông, mà còn là nơi trưng bày giới thiệu về thân thế, sự nghiệp cũng như các tác phẩm của ông. Năm 2006, khu lưu niệm bị xuống cấp nên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ Văn hóa, Thông tin, trùng tu, tôn tạo để xây dựng lại thành khu đền thờ hài thượng lãn ông Lê Hữu Trác. Thưa ông, bước chân vào khu di tích thì cháu thấy là cũng khá rộng. Vậy thì khu di tích này có những hạng mục gì vậy thưa ông? Khu di tích hải thượng lãn ông hiện nay thì có cái nhà tưởng niệm là trung tâm, và tiếp theo phía đằng trước là hai nhà là tả vu và hữu vu, nơi ghi những hiện vật và những cái tài liệu và có liên quan đến sự nghiên cứu y học của hải thượng lãn ông. Đó là một cái tượng hải thượng lãn ông đi tìm kiếm thuốc ở vùng Hương Sơn, Hà Tĩnh, và tư liệu về sách vở cụ ghi chép về y học. Và một bên là ghi nhận những cái các đoàn của từ trung ương đến các địa phương về lễ dâng hương trong những ngày mất của cụ là 15 tháng Giêng hàng năm. Từ năm 2000, Bộ Văn hóa, Thông tin và Bộ Y tế, đặc biệt là Trung ương Hội Đông y Việt Nam, chọn ngày mất của ông là ngày 15 tháng 1 âm lịch, làm ngày truyền thống của ngành và tề tự về đây mở hội để tưởng nhớ công lao to lớn của ông. Lễ hội truyền thống Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hàng năm nêu cao gương sáng của ông, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân xã Lưu Xá nói riêng và nhân dân Hưng Yên nói chung. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và huyện ủy và Ủy ban huyện Yên Mỹ cùng là chỉ đạo là Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã dự kiến là đầu tư cái quân viên khu vực Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với tổng kinh phí là khoảng 65 tỷ đồng. Trong đó có một số các cái hạng mục cơ bản, nâng cấp nhà tưởng niệm của cụ, nhà tả phu hữu phu và chỉnh trang lại tất cả các cái tuyến đường và các cái hàng cây xanh và quân viên khu di tích. Đối với cái ban quản lý di tích của xã thì cũng phối hợp một số các cái cụ cao niên trong làng mở một cái lớp dạy chữ nho, và hàng năm cũng đã được bệnh viện y học cổ truyền của tỉnh cũng như là trung tâm y tế của huyện tổ chức các cái lớp tập huấn về các cái thuốc và y học cổ truyền, về các cái sách của cụ truyền lại cho muôn đời sau. Em vô cùng tự hào khi được sinh ra tại nơi là quê nội của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ông đã cứu sống rất nhiều người và luôn coi trọng hai từ y đức. Ông đã mang lại tiếng thơm cho quê hương Liêu Xá thân yêu của em. Em sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực phấn đấu trong học tập để không phụ công của các bậc tiền nhân. Cùng nằm trong thôn Liêu Xá, cách không xa khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, còn có nhà thờ Đại Tôn Lê Hữu, thờ tự những vị làm dạng danh dòng họ. Tiến sĩ Môn Lưu giữ nhiều di vật, cổ vật quý như hệ thống bia đá dựng thời Lê và nhiều câu đối đại tự của những người đỗ đạt trong dòng họ cung tiến, đặc biệt là một số đạo sắc của các vua đời Nguyễn phong sắc cho các cụ họ Lê đỗ đạt cao. Nhà thờ Hoàng Giáp Lê Hữu Danh, ông nội Lê Hữu Trác, khu mộ tổ họ Lê Hữu, tất cả tạo thành một quần thể di tích phong phú và đa dạng. Trong cái quyển gia phả của họ Lê chúng tôi năm 1959, được cụ Lê Tràng Thành biên soạn có ghi lại một bài thơ của cụ Hải Thượng Lãn Ông làm khi cụ ra ngoài kinh đô Thăng Long để chữa bệnh cho Trịnh Cán, con của Trịnh Sâm. Bài thơ có nhan đề là Nhàn Hứng Ngày Xuân. Hai cái câu cuối cụ muốn so sánh mình với nhân vật Khổng Minh của Trung Quốc. Cụ trai trẻ là lên đường tòng quân để đánh giặc, mong là
được phong hầu tướng. Thế nhưng mà khi tiếp khúc với chiến tranh thì cụ chán ghét và thấy cái sự vô nghĩa của nó, cụ quay về làm thuốc để cứu người. Thế còn nhân vật Khổng Minh Gia Cát Lượng của Trung Quốc đang sống ở cái đất Nam Dương, ngâm thơ, cày ruộng, nghiên cứu trước thuật thì lại ra giúp nhóm của Lưu Bị để chiến tranh, gây ra bao chết chóc cho nhân loại, cho bá tánh. Thế do vậy là ý cụ là muốn nói lên cái tư tưởng nhân văn của mình. Cùng với các chức tác để lại, chính cuộc đời của Hải Thượng Lãn Ông với 44 năm sống, làm thuốc, chữa bệnh cứu người trên quê mẹ Hương Sơn, Hà Tĩnh, với tài cao, đức rộng, cốt cách thanh tao, Lê Hữu Trác đã trở thành một danh nhân văn hóa, một thiên tài kiệt xuất của nền y học cổ truyền Việt Nam. Ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của ông cho nền y học, văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như thế giới, ngày 21 tháng 11 năm 2023, tại phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO lần thứ 42, đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025. Trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam. Nghị quyết được toàn thể thành viên UNESCO thông qua là sự khẳng định về những đóng góp to lớn của người Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đồng thời thể hiện sự lan tỏa về tài năng, trí tuệ của người Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là một niềm vinh dự rất là lớn lao không chỉ đối với nhân dân Việt Nam, mà còn đối đặc biệt là đối với cán bộ công nhân viên ngành y tế của Việt Nam. Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển thì đội ngũ cán bộ nhân viên bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên cũng luôn ứng dụng và lan tỏa những cái di sản quý báu của cụ để lại, và mỗi cán bộ nhân viên trong bệnh viện đều thấm nhuần những lời dạy của đại danh y, không ngừng học tập, trao dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, vững về y thuật, sáng về y đức, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Dù cách 3 thế kỷ nhưng tư tưởng, phương pháp tiến bộ, thái độ khoa học chân chính của cụ vô cùng quý báu cho cán bộ, nhân viên, người lao động bệnh viện nói theo. Kế thừa sự nghiệp của đại danh y, thời gian qua thì bệnh viện y học cổ truyền Hưng Yên cũng đã sử dụng các cái vị thuốc đông y bào chế hàng chục các bài thuốc để phục vụ công tác chăm sóc chữa bệnh. Trong đó có hai bài thuốc bổ khí dưỡng huyết như là bài bổ âm tiếp dương áp dụng và điều trị hiệu quả các chứng bệnh về khí huyết. Ngoài ra một số các bài thuốc điển hình từ các bài thuốc cổ phương như bài lục vị hay bài bát vị. Học hỏi từ cụ thì bệnh viện y học cổ truyền Hưng Yên thì cũng đã gia giảm nhiều bài thuốc chữa bệnh như là bài độc hoạt tăng kết sinh hay quyền tí thang, tứ quân tứ vật, huyết phủ trục cứu thang. Đây là những cái bài thuốc mà thường hay dùng tại bệnh viện trong công tác điều trị bệnh nhân. Với sự kiên trì cần mẫn, khổ luyện, khổ học, với sự đam mê và một trí tuệ vượt trội, Lê Hữu Trác đã vươn tới đỉnh cao của nền y dược cổ truyền với những cống hiến xuất sắc. Ông là một tấm gương sáng ngời về tài năng và đức độ của người thầy thuốc và đã để lại cho đời những di sản vô giá về y học. Có thể khẳng định, ở trên mọi lĩnh vực hoạt động, Lê Hữu Trác luôn toát lên một nhân cách, một trí tuệ và tâm hồn lớn. Lê Hữu Trác là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần lao động, học tập và sáng tạo, một người sống hết mình vì dân, vì nước, một nhân vật lỗi lạc, một danh nhân văn hóa thế giới, niềm tự hào của người dân xứ Nhãn.